đây thì Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì bộ ảnh quảng cáo mới cho thương hiệu trang sức Chopard. Thay vì thu hút sự chú ý bởi những món đồ xa xỉ, Bạch Lộc lại khiến netizen ngán ngẩm bởi phong cách thời trang quê mùa, khiến thương hiệu cao cấp bỗng dưng trở nên rẻ tiền. Trong ảnh thì Bạch Lộc diện chiếc áo xéo vai đơn giản màu đen, chủ yếu tập trung phô diễn trang sức và đồng hồ, tuy chiếc áo giúp khoe trọn bờ vai gầy thon gọn. Tuy nhiên, tổng thể make-up của cô lại thiếu điểm nhấn, nhạt nhòa và không toát lên được vẻ sang trọng vốn có của thương hiệu Chopard. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc Bạch Lộc mặc xấu là do lỗi của stylist, việc lựa chọn trang phục không phù hợp với vóc dáng khí chất của nữ diễn viên, cộng thêm lối trang điểm và phụ kiện thiếu tinh tế đã khiến Bạch Lộc đánh mất đi vẻ đẹp vốn có. Cũng không thể phủ nhận kỹ năng tạo dáng trước ống kính vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bộ ảnh lần này, những pose chụp hình của Bạch Lộc khá gượng gạo, thiếu tự nhiên, không tôn lên được vẻ đẹp của trang phục và trang sức. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại cho rằng bản thân Bạch Lộc cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Là một ngôi sao hạng A, Bạch Lộc hoàn toàn có quyền lên tiếng góp ý với stylist để định hướng phong cách phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, thay vì trau dồi gu thẩm mỹ, Bạch Lộc dường như vẫn chưa có cái nhìn nhạy bén về thời trang, dẫn đến những lựa chọn trang phục kém sang. Là một trong những nữ diễn viên hạng A của showbiz sở hữu lượng fan đông đảo, Bạch Lộc thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí, tham dự sự kiện hay tham gia các chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì ghi điểm bởi gu thời trang sành điệu đẳng cấp, Bạch Lộc lại liên tục khiến người hâm mộ thất vọng bởi những bộ cánh quê mùa xìm hàng nhan sắc. Các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.